Hôm qua, Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cà Mau và Công an xã Tân Thành. Tại các nơi đến, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Cà Mau và Công an xã Tân Thành đã báo cáo nhanh một số kết quả hoạt động đạt được trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi chúc Tết, Trung tướng Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà Công an thành phố Cà Mau nói chung và Công an xã Tân Thành nói riêng đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, hai đơn vị phải tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền giải quyết các việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp thành điểm nóng về an ninh trật tự. Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp đầu năm mới, Trung tướng Lê Tấn Tới tặng quà và gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cà Mau và Công an xã Tân Thành cùng gia đình năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, trong 4 ngày từ ngày 9 đến 12 tháng 2, tức từ 30 đến mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024, trên địa bàn huyện U Minh đón trên 3.300 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Các khu điểm du lịch khách đến tham quan như khu du lịch sinh thái Sông Trẹm, xã Khánh Thuận, khu du lịch Hương Tràm và Qua Tràm, xã Khánh An. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Các khu điểm du lịch đều đảm bảo an toàn khách đến tham quan giải trí, giá cả dịch vụ bình ổn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không có tình trạng chèo kéo khách du lịch, đảm bảo người dân vui xuân đón Tết an toàn. Như đã thành thông lệ, vào ngày mùng 3 Tết âm lịch hàng năm, tại chùa Rạch Dòng, xã Hội Thị Kỷ, huyện Thái Bình, tổ chức lễ hội rước bát đầu năm, thu hút nhiều Phật tử, chư tăng, cư sĩ từ các ngôi chùa Khmer trong tỉnh Cà Mau đến tham dự. Rước bát là một nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam Tông Khmer, không quy theo ngày tháng nhất định, chỉ tổ chức dựa vào các ngày lễ lớn trong năm. Đặc biệt, thời gian khoảng 10 năm trở lại đây, các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer thường tổ chức ngày hội rước bát đầu năm mới nhằm tạo điều kiện để đồng bào Phật tử các dân tộc được bố thí cúng dường, hưởng lộc đầu xuân. Có hơn 200 Phật tử gần xa đến chùa Rạch Dòng để tham gia lễ hội rước bát. Theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông Khmer, trong sự nghiệp tu hành cứu khổ, nhà sư phải nuôi thân bằng hình thức ôm chiếc bình bát đi khất thực khắp nơi. Đến nay, truyền thống ấy vẫn được duy trì ở những vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, với hình ảnh các sư ôm bát tròn đi khất thực. Nghi lễ rước bát khá đơn giản, các chư tăng làm lễ Phật trong ngôi chánh điện, bước tiếp theo là các nhà sư đi cầm bình rước bát, đồng bào dâng tiền đến chư tăng, cuối cùng là chư tăng chúc phúc đầu năm đến toàn thể Phật tử. Đặc biệt, năm nay các nhà sư ở chùa Rạch Dòng còn lì xì cho các Phật tử để cầu mong nhiều điều tốt đẹp trong năm mới. Cũng như là một năm là mùng ba phải mình đi để gì đó, năm nào cũng vậy hết trơn. Thầy cầu mong cho mình mà ăn cho nó may mắn khỏe, mình cũng như là mình cho đừng cho con cháu bệnh hoạn này kia vậy đó. Thì chùa năm nay cũng thấy xây dựng lên thấy cũng đẹp, ông sư đồ cũng gắng xây dựng dữ lắm. Rồi năm nay thấy cũng thảnh thơi, cũng đầy đủ hết trơn. Mình thấy mùa xuân năm nay trong cái chùa Rạch Dòng này rất là bà con phấn khởi vui vẻ. Cầu mong gia đình anh em bà con được vui vẻ, mừng ăn, ăn khang thịnh vượng, được sung túc. Anh em gần xa, cả nước ngoài, nước trong thì cũng vui vẻ, về ăn Tết đầy đủ. Năm nay, ngày hội rước bát ở Cà Mau được các chùa tổ chức sớm, riêng chùa Rạch Dòng thì tổ chức vào ngày mùng 3 Tết. Trong không khí vui tươi, tập hợp được đông đảo đồng bào Phật tử, không chỉ dân tộc Khmer, mà còn có Phật tử dân tộc Kinh qua ở Cà Mau về đây. Từ đó đã góp phần tích cực tạo nên sự giao thoa về văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc trên cả nước. Cầu nguyện ân trên Phật trời hàng trì giá hộ đất toàn thể quý vị, đó là sự sống lâu, sanh tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ,
và mọi điều ước nguyện của quý vị có chấp tay nguyện ước điều chi cũng cầu nguyện ở trên Phật trời luôn gia hộ quý vị được thành tựu viên mãn, và là phước là cầu nguyện gia hộ quý vị được chọn năm an lành, được phước báo. Không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer, lễ hội Sức Bát còn góp phần tô đậm thêm tình đoàn kết, thắt chặt tinh thần tương thân tương ái giữa cộng đồng các dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện công văn số 883 của Bộ Tài chính về việc công bố giá mua lúa định hướng vụ đông xuân 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. Theo công bố giá mua lúa định hướng vụ đông xuân 2023-2024 của Bộ Tài chính, mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ đông xuân 2023-2024 các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khoảng từ 3.566 đồng đến 5.461 đồng một ký. Mức giá thành sản xuất bình quân lúa kế hoạch vụ đông xuân 2023-2024 tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khoảng 4.008 đồng một ký. Trong đó, đối với tỉnh Cà Mau, giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ đông xuân 2023-2024 khoảng 3.615 đến 3.632 đồng một ký. Căn cứ vào mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ đông xuân 2023-2024 do Bộ Tài chính công bố, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp cá nhân mua lúa với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa vụ đông xuân 2023-2024. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính về giá mua lúa định hướng vụ đông xuân 2023-2024 theo quy định tại công văn số 883 ngày 22 tháng 1 năm 2024. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Ban quản lý chợ U Minh cho biết đến ngày mùng 6 Tết, chợ Nhà Lồng Bách Quá mới mở cửa hoạt động trở lại. Nhưng từ ngày mùng 2, các tiểu thương kinh doanh mặt hàng rau củ quả và các nông sản thực phẩm tại chợ U Minh đã hoạt động với sức mua của người dân khá đông. Năm nay, giá rau củ quả được bình ổn. Riêng cá lóc đồng hiện có giá dao động từ 120 đến 130 ngàn đồng một ký, tăng từ 10 đến 15 ngàn đồng một ký so với ngày thường. Các ngành liên quan và ban quản lý chợ U Minh tăng cường kiểm soát giá cả thị trường hàng hóa, không để xảy ra tình trạng tư thương nâng giá tùy tiện, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu người tiêu dùng. Thưa quý vị, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, đã góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp của Cà Mau, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, tạo việc làm, thu nhập cho lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường, những ngày giáp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, hàng chục công nhân làm việc hết công suất, thậm chí tăng ca, nhưng cũng không đủ sản lượng bánh phồng tôm theo yêu cầu của khách hàng. Tuy vất vả nhưng công nhân hết sức phấn khởi vì thu nhập ổn định, năm nay gia đình đón Tết sung túc. Tầm một ngày thì cắt bánh không là từ 9 mấy đến 100 ký. Tới buổi trưa thì bánh khô tụi em sắp hộp. Vô hộp thì chiều tụi em cắt cơm tầm 200 ngoài. Nói chung là công việc hàng ngày xoay vòng vòng anh, cũng đều. Thu nhập chị em cũng ổn định. Thu nhập sau ngày gửi được nhiêu? Dạ khoảng 230, 240, có ngày 250. Dạ. Thì nói chung là đều đều thì em đủ sống. Thường ngày thì em vô đây là em lấy bánh gà, xong rồi mình sẽ lên cắt máy. Cái máy sau mình chảy ra bàn cho chị em cắt. Ngày thu nhập của tụi em là nếu mà vừa cắt bánh, vừa làm vô hộp luôn á, là thu nhập là 350. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ Kiên Cường thành lập gần 5 năm. Trước đây, mỗi ngày sản xuất chừng vài chục ký bánh phồng tôm. Nhưng từ năm 2021 đến nay, khi bánh phồng tôm Kiên Cường 5 căn được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, mỗi tháng công ty sản xuất từ 7 đến 10 tấn, riêng tháng Tết tăng gấp đôi công suất. Mới đây, sản phẩm bánh phồng tôm của công ty đã được nâng lên hạng OCOP 4 sao. Hiện tại, xưởng sản xuất công suất tối đa một ngày khoảng 500 ký.
mà khi mà sản phẩm đạt chứng nhận OCOP thì doanh số hàng năm càng phát triển, cho nên hướng tới sang năm 2024 thì công ty sẽ mở rộng nhà xưởng và nâng cao sản lượng lên để đáp ứng đủ cho thị trường. Hiện giờ là giống như là không đủ. Hiện nay thì huyện Nam Căn có 4 chủ thể với 11 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong đó có 6 sản phẩm là đạt chứng nhận 4 sao và 5 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao. Thì hầu hết các cái sản phẩm OCOP thì đều được hình thành từ các cái nguyên liệu thủy sản chủ lực của địa phương, giống như là tôm, cua, thì nên là cái nguồn nguyên liệu rất là dồi dào, đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất kinh doanh của các chủ thể. Thì bên cạnh đó thì các cái chủ thể đa số là sử dụng 100% lao động tại địa phương, nên đã góp phần giải quyết cái công ăn việc làm cho người dân tại địa phương, cũng như là góp phần tăng cái thu nhập cho người dân. Thành lập từ năm 2021, Hợp tác xã Trúc Thương, huyện Đầm Dơi cung cấp cho thị trường các sản phẩm được chế biến từ con tôm thiên nhiên ở địa phương. Hợp tác xã có 4 sản phẩm OCOP được gắn 3 sao từ năm 2022, gồm tôm khô, tôm chà bông, mắm tôm và tôm sẻ. Năm 2023, Hợp tác xã xuất bán hơn 5 tấn sản phẩm. 7 thành viên của Hợp tác xã được chia đều lợi nhuận với số tiền hàng trăm triệu đồng. Hợp tác xã cũng tạo việc làm ổn định cho 15 lao động địa phương. Ví dụ như mình sản xuất muối tôm này được thì mình sẽ giúp đỡ mọi người có thêm việc làm, tại vì cái công đoạn làm muối nó có nhiều quá trình, nhiều bước khác nhau. Ví dụ như mình rang nè, rồi mình phơi nè, rồi mình trộn nè, rồi mình ra thành phẩm tôm, ớt, tỏi, gia vị khác nhau, thì mình cũng cần nhiều giai đoạn mà cũng cần nhân công để làm, thì cũng giải quyết được vấn đề việc làm hiện tại do nền kinh tế suy thoái khó khăn, là mình cũng giải quyết được việc làm cho mọi người. Sau thời gian dài phấn đấu, sản phẩm ba khía muối trộn sẵn mang thương hiệu Bà Na Food do chị Nguyễn Thúy An làm chủ thể đã được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Cà Mau năm 2023 thông qua, trở thành sản phẩm OCOP 3 sao. Cơ sở nằm tại thành phố Cà Mau, nhưng chuỗi cung ứng sản xuất chế biến được xây dựng tại huyện Ngọc Hiển, Nam Căn. Thương hiệu Bà Na Food đã góp phần phát triển nghề muối ba khía trong tỉnh. Trong năm vừa qua, khi sản phẩm nhà em tham gia vào OCOP, thì em đã tạo được nhiều cái niềm tin của khách hàng, cũng như là cái đầu ra ổn định hơn. Chính vì vậy là em qua năm sau em sẽ tăng thêm cái sản phẩm OCOP, cụ thể là sản phẩm mắm tép ạ. Như đây là cái sản phẩm mắm tép đất của nhà em, Tết năm nay là cái lượng đơn đi rất là nhiều. Mỗi ngày em tiêu thụ khoảng 300-400 kg mỗi ngày ạ. Tính đến cuối năm 2023, Cà Mau có 138 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 109 sản phẩm đạt 3 sao, 29 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm OCOP đã tạo ra được giá trị thiết thực, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới, mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho nhiều gia đình lao động nông thôn Cà Mau. Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến cuối năm có thêm ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời củng cố nâng chất các tiêu chí trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn. Năm 2023, tỉnh Cà Mau đã công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh đến nay có 60 trên 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 73,2%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2 xã. Đối với các xã còn lại, có 5 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 15 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 2 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí. Riêng 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổng số tiêu chí nông thôn mới còn duy trì đạt chuẩn là 820 tiêu chí, bình quân đạt 13,8 tiêu chí một xã. Toàn tỉnh hiện có 3 trên 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay có 1 đơn vị cấp huyện là thành phố Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với 8 đơn vị cấp huyện còn lại, tổng số có 31 tiêu chí đạt, huyện Thái Bình phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2024. Năm mới kính chúc quý vị và các bạn luôn ngập tràn niềm vui, có nhiều hạnh phúc mới, mục tiêu và thành tựu mới. Xin chào và hẹn gặp lại!